Kiếp tập trước, sau khi đánh bại các võ sĩ cổ võ phái Thượng Đô Đế Nguyên, tôi cũng đã thành công đột phá đến cảnh giới thứ 6, thu phục Manh Bảo và Cát Cát, đi vào nơi trú ẩn của Mộ Khuynh Tuyết, cuối cùng cũng xử lý xong người tái sinh thứ 2 Mộ Khuynh Tuyết. Tiếp theo sẽ đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ hơn. Con rồng yêu kia đi đâu rồi? Tha mạng, chúng ta đều bị con rồng yêu kia bắt cóc ở đây. Các đại ca đại tỷ tha mạng. Đúng đúng đúng, con yêu quái đó bắt cóc chúng tôi ở đây để làm việc cho hắn, mong các vị đại nhân hãy giết hắn, xin các ngài hãy cứu chúng tôi. Một số người sợ bị liên lụy, nói dối là bị bắt cóc đến đây. Lũ tôm tép các ngươi, thật đáng chết. Đại ca có bao giờ làm hại các ngươi đâu, vẫn luôn nối các ngươi, biết thế đã để các ngươi tự sinh tự diệt. Tề huynh đệ, nói nhiều với mấy tên gà mờ này làm gì, lãng phí nước bọt. Nếu có cơ hội ta sẽ giết hết chúng nó. Những ai muốn gia nhập tập đoàn Đế Nguyên hãy đứng sang một bên. Các ngươi thì sao? Vẫn muốn theo con rồng yêu đó đối địch với loài người sao? Đại ca, chúng tôi bao giờ đối địch với loài người đâu. Ngoan cố, vậy thì chết đi. Đây là quái vật gì vậy? Giết chết chúng đi. Lăng đại ca, có tin tức phải báo với anh. Đế Nguyên lại phải 4 cao thủ cổ võ đỉnh phong tiên thiên đến đối phó với anh. Bây giờ họ đã ở trường trung học Thanh Vân, định ra tay với các huynh đệ của anh. Anh hãy lập tức quay lại, có lẽ vẫn kịp. Đúng đúng đúng, Lăng đại ca, anh nhanh lên đi. Chúng tôi sẽ chỉnh đốn nơi trú ẩn này. Cho anh về, tất cả siêu võ giả ở đây sẽ quy thuận dưới trướng anh. Hắc Long đại ca, việc không nên chậm trễ. Ở đây có tôi và Cát Cát, không vấn đề gì. Sắp sáng rồi, các ngươi triệu tập tất cả siêu võ giả từ cấp 2 đến 3 ở đây, tập hợp ở trung tâm thành phố. Lần này chúng ta phải độc chiếm một cây biến dị. Lăng Dương Dương dặn một câu, sau đó rời đi với tốc độ nhanh nhất, độc chiếm một cây biến dị. Chúng ta có thực sự làm được không? Hắc Long đại ca đã nói là được, vậy chắc chắn không vấn đề gì. Trước hết bắt gia đình Sở Mộng Tây lại, chờ Hắc Long đại ca về xử lý, rồi thanh trừng tất cả đảng phái cũ của Mộ Khuynh Tuyết, sau đó triệu tập tất cả siêu võ giả, chuẩn bị xuất phát đến trung tâm thành phố. Tiếp theo, nơi trú ẩn này đón một cuộc thanh trừng lớn. Tổng giám đốc tập đoàn Đế Nguyên Sở Nguyên Kim, bạn trai cũ của Sở Mộng Tây, đang xem ảnh vệ tinh trường trung học Thanh Vân. Ha ha ha, Hắc Long đó hẳn đã chống đỡ được biến dị. Nếu có thể nghiên cứu rõ hắn, có lẽ có thể chuyển gen sinh vật biến dị vào cơ thể người bình thường. Như vậy thì thần dân đế quốc Càn Long của chúng ta ai cũng như giờ. Hôm nay nhất định phải bắt hắn về nghiên cứu. Quỷ lại, cứ thế này, cuối cùng chúng ta có lẽ sẽ phải chết ở đây. Anh chắc là đáng không? Hãy kiên trì thêm chút nữa, sắp sáng rồi, chủ nhân hẳn sẽ sớm trở về. Đợi ngài trở về, những kẻ mạnh trong loài người này chắc chắn sẽ trở thành thức ăn của chúng ta. Sao họ lại đến cứu chúng ta? Mọi người nhìn bảy sinh vật quỷ biến dị, mạo hiểm lớn như vậy, giằng co với 4 cao thủ cổ võ đỉnh phong kia, đều ngây người. Có thể là do đại ca sai họ đến, cũng có khả năng là con quái dị đó đã dẫn chúng đến đây. Chúng ta chạy trước đi, chúng ta chắc chắn không đánh lại 4 người đó, không thể trở thành gánh nặng cho họ. Thật là buồn cười, người muốn giết chúng ta, quái vật lại cứu chúng ta. Tề Thương gọi mọi người, nhanh chóng rời khỏi nơi này. 4 vị cao nhân, chúng định chạy, trước hết hãy giết lũ cuồng đồ chống lại nhân loại này. Ngoài cổng trường, Bạch Hồ vừa hấp thu bên ngoài đang đợi ở đây. Bạch Hồ tỷ tỷ, đại ca đâu rồi? Tôi cũng không biết đại ca đang ở đâu. Các anh dùng điện thoại liên lạc với anh ấy đi. Quỷ lại, bọn họ không chống đỡ được bao lâu đâu. Điện thoại của chúng tôi đều bị chân khí của 4 cao thủ cổ võ đó phá hủy rồi. Vậy chúng ta đi trước, đến căn cứ trước kia chờ đại ca. Quỷ lại, bọn chúng đã đi rồi. Liên tục đối kháng cường độ cao, chúng ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Không chạy bây giờ thì sẽ không chạy thoát nữa. Chúng ta cố gắng thêm chút nữa. Nếu lúc đầu chọn chạy trốn, các người vẫn còn cơ hội sống sót. Bây giờ thì muộn rồi. Đi thôi. Đáng chết, quỷ lại. Chúng ta không nên nghe ngươi. Chúng ta hãy rời khỏi đây rồi nói. Thật đáng ghét, bị quay rồi. Trước hết hãy giết tên cầm đầu kia. Quỷ lại, ngươi làm rất tốt. Lăng Dương Dương đón một tia nắng sớm, đạp trên tia sấm đen mà đến. Sau khi đột phá đến cấp 6, có thể dùng lôi đình trong cơ thể ngự không, bay được khoảng hơn 100 mét. Tề Thương và những người khác vừa trốn thoát một đoạn, thấy tình hình, vui mừng quay lại. Ha ha, chủ nhân, ngài đến thật đúng lúc.
Bốn cao thủ cổ võ coi như gặp đại địch, biết kẻ địch lần này gặp phải không phải tầm thường. Hôm nay rất có thể sẽ vùi thây nơi đây. Ngươi chính là Lăng Dương Dương. Chúng ta tuân lệnh Sở Tổng Lý Nguyên đến đây. Mời ngươi đến Thượng Đô một chuyến. Cái gọi là mời của các ngươi, tại sao lại ra tay với các huynh đệ của ta? Đây chính là cái gọi là mời của tập đoàn Thượng Đô Đế Nguyên các ngươi sao? Chúng ta đã cho bọn chúng cơ hội, nhưng bọn chúng lại ngoan cố không thay đổi. Chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp cưỡng chế thôi. Lúc này điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi từ tập đoàn Đế Nguyên. Lão giả mở loa ngoài để nghe. Lăng Dương Dương, tôi tên Sở Nguyên, tổng giám đốc tập đoàn Đế Nguyên đời này. Hiện đang nhìn các người đấy. Tôi rất hy vọng anh về Thượng Đô với họ. Tôi đảm bảo sẽ không để anh có nguy hiểm đến tính mạng. Anh quen được người ta tôn sùng rồi nhỉ? Tôi chưa bao giờ trêu chọc các người, thế mà các người cứ muốn giết tôi. Người đất cũng có ba phần lửa, vì vậy các người hãy đi chết đi.